Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để thêm cái network Heiko vào cái ví MetaMask. Và KTV sẽ thao tác trên điện thoại. Trước hết quý vị hãy tải cái ví MetaMask về. Và quý vị hãy tạo cho mình một cái ví. Quý vị lưu ý ví MetaMask này nó chạy trên cái network ERC20. Còn cái Heiko là của UOB Chain, nó chạy trên cái network là Heiko. Đây, quý vị để ý đến cái menu phía bên trên góc tay trái màn hình này. Quý vị chọn vào setting này. Rồi, quý vị chọn tiếp là cái network đây. Đó. Rồi, quý vị chọn add network này. Ở ô network name là cái ô đầu tiên đấy. Quý vị đề là Heiko gạch mainnet. Rồi cái ô thứ hai quý vị hãy đề là http này s 2.2 gạch sược http gạch ngang mainnet. Gạch ngang noodle chấm uobchain.com. cái ô trên này đi quý vị đây là 128. Cái ô symbol quý vị đây là ht. Cái ô dưới block explorer quý vị hãy đề là https 2.2 gạch sược scan chấm heiko trên .com. Rồi quý vị bấm vào app. Ok, vậy là KTV đã thêm cái network Heiko của cái sàn UOB vào ví MetaMask. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.